xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy chăn nuôi băm thái thức ăn Tekyo TK1500. Máy có thể băm thái được tất cả các loại rau củ quả và cây thân mềm. Thành phẩm sau khi nhận được đều có thể dùng trực tiếp cho vật nuôi. Rau muống sau khi sử dụng qua máy có thể trộn với các thành phẩm khác để ép cảm biến hoặc dùng trực tiếp cho gà vịt sử dụng. Phần gốc của cây cỏ voi rất cứng, thường thì khi dê bò ăn sẽ bỏ lại nếu không được băm thái trước. Nhưng khi qua máy Tekyo TK1500 phần gốc này sẽ được băm dễ dàng mà không ảnh hưởng đến dao băm của máy.